Thưa quý vị, dù còn nhiều tranh cãi về việc bán đồng tiền lưu niệm 100 đồng, nhưng không thể phủ nhận sức hút từ đồng tiền này khi những hàng dài người dân xếp hàng chờ mua. Để hạn chế bớt tình trạng đầu cơ tăng giá thì Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đường dây nóng để người dân đăng ký trước và bán đồng tiền kỷ niệm từ ngày 22 tháng 4 tới. Theo đó, các tổ chức cá nhân có nhu cầu về tiền lưu niệm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam vừa được phát hành có thể liên hệ đăng ký với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 0838 217 857, số máy lẻ 237, gặp bà Khánh Tùng, chuyên viên phòng tiền tệ kho quỹ. Ngân hàng Nhà nước cho biết căn cứ trên nhu cầu đăng ký và lượng tiền lưu niệm được chuyển về mà cơ quan này sẽ thông báo số lượng bán cụ thể cho tổ chức cá nhân một cách phù hợp. Việc bán này sẽ được triển khai cho đến khi hết lượng tiền lưu niệm được giao về cho địa bàn. Riêng đối với các tổ chức muốn mua thì phải có văn bản đề nghị được mua tiền lưu niệm. Trước đó tại Hà Nội, nơi mở bán tiền lưu niệm 100 đồng từ ngày 12 tháng 4 đã diễn ra tình trạng quá tải khi có hàng trăm người đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước để chờ mua tiền.